tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách trên quốc lộ, nhiều người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 19 tháng 7 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, giữa 3 xe khách làm ít nhất 3 người tử vong và 17 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang biển số Quảng Ngãi đang lưu thông theo hướng Bắc Nam thì tài xế phát hiện mất đèn tín hiệu phía sau xe nên dừng lại bên lề đường để kiểm tra sửa chữa. Cùng lúc này, xe khách mang biển số Phú Yên lưu thông cùng chiều đã tông vào đuôi xe khách đang dừng sửa chữa bên đường. Xe khách Phú Yên sau khi tông vào đuôi xe khách Quảng Ngãi thì đầu xe bị biến dạng mất lái, lao sang trái tiếp tục tông vào xe khách biển số Thừa Thiên Huế vừa chạy ngang. Cú tông mạnh làm xe khách Quảng Ngãi bị đẩy xa gần 30 mét, hút vào cửa nhà dân mới dừng lại. Thân xe và đuôi xe hư hỏng nặng. Vụ tai nạn giữa 3 xe khách làm ít nhất 3 người tử vong và 17 người bị thương. 3 nạn nhân được xác định danh tính gồm anh Nguyễn Văn Sĩ, hành khách ngồi phía sau đuôi xe Quảng Ngãi tử vong tại chỗ, ông Trương Minh Phong và anh Nguyễn Xuân, hành khách trên xe Phú Yên tử vong tại bệnh viện. 17 hành khách trên 2 xe bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Dưới đây là mô phỏng 3D diễn biến vụ tai nạn nghiêm trọng này. Sau khi xảy ra tai nạn, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, cứu chữa, đồng thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân bị thương. Ban An toàn Giao thông tỉnh chỉ đạo bố trí phương tiện đưa hành khách trên các xe bị nạn tiếp tục hành trình. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý.